Thái bá hái thuốc. Hiếu. Để. Trung. Tính. Lễ. Nghĩa. Liêm. Sĩ. Bộ phim này cải biên dựa trên chuyện đầu tiên Ngô Thái Bá Thế Gia trong cuốn Sử Ký 31. Cuối thời nhà Thương, Cổ Công Đảng Phủ, tức Chư Hầu Chu Thái Vương, ông sinh được ba người con trai, con cả Thái Bá, con thứ hai Trọng Ung, con thứ ba Quý Lịch. Ba anh em vô cùng hòa thuận, đặc biệt là con cả Thái Bá không những hiếu thuận, còn luôn giữ gìn hai đệ đệ. Trọng Ung, thân thủ tốt lắm. Có Giang Thao võ lực của đệ và Quý Lịch như vậy, đất nước mới an ninh được. Đại ca, quá khen rồi. Tập võ chỉ là muốn thân thể được khỏe mạnh. Chuyện trị vì đất nước vẫn còn huynh và tam đệ. Đại ca có nhân đức, tam đệ có mưu lược. Tới lúc đó, đệ sẽ ở bên cạnh hai người. Chỗ này xây một cây cầu, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian đi tới đi lui. Con kênh này nên nối liền với con kênh ở tiền viện. Nước chảy tuần hoàn thì mới càng trong hơn. Đúng đó đại ca, phụ dương không phải đã phong huynh làm người kế thừa sao? Tới lúc đó đệ và nhị ca sẽ luôn ở bên cạnh huynh. Huynh cũng chắc chắn sẽ là một vị quân dương tốt. Tới lúc đó cả ba chúng ta cùng trị vì, dùng nghĩa hiệp của đệ, dùng mưu lược của đệ, dùng nhân đức của huynh. Nhân đức, nghĩa hiệp, mưu lược. Con người thật sự già rồi, lực bất tòng tâm. Mệt rồi thì nghỉ một chút, để con cái làm cho. Thái bá cũng không còn nhỏ nữa, nên để cho con xử lý chuyện triều chính rồi. Đúng đó phụ vương, chàng nghỉ ngơi đi, con sẽ xử lý nốt những chuyện còn lại. Đến lúc phải suy xét đến người kế nhiệm rồi. Phụ vương vẫn còn trẻ. Không cần dỗ dành lừa gạt phụ dương nữa, trong lòng ta có tính toán. Thái bá à, con cũng chuẩn bị tâm lý kế vị đi. Dân. Phụ dương xem thử, con xử lý như vậy có thỏa đáng không? Phụ dương à, như vậy có được không? Thái Dương. Thái Dương, chúc mừng ngài có thêm một đứa cháu trai. Quy Lịch sanh con trai sao? Bọn đưa ta đi xem. Thái Dương đừng gấp, thần có lời muốn nói. Mau nói đi. Đứa trẻ này vừa sanh ra đã có điềm lành. Là điều gì? Một con chim màu đỏ trong miệng ngậm đan thư, đang dừng ở chỗ cửa sổ nơi tiểu hoàng tử sống. Mau, mau đưa ta đi xem. Chim thần ở đâu? Chim thần ở đâu vậy? Thái Dương. Bẩm Thái Dương, chim thần vẫn ở đó. Thái bá, mau, con nhận lấy đan thư. Dân. Đây thực sự là điểm báo tốt lành mà. Chẳng lẽ đời của chúng ta sắp hưng thịnh sao? Chẳng lẽ sự hưng thịnh của chúng ta đều ở trên người đứa trẻ này sao? Xem ra chúng ta phải thuận theo ý trời mới được. Phụ dương, điềm lành như vậy, cha đặt tên cho đứa bé này đi.
Ta tin rằng đứa trẻ này nhất định có thể làm cho gia tộc của chúng ta hưng thịnh. Đặt tên là Cơ Xương đi. Đức dạy nâng đỡ vạn vật. Xương Nhi, câu này từ đâu mà có vậy? Là con tự nghĩ ra Con nghĩ đất đai có thể nâng đỡ vạn vật. Quân tử phải tích lũy đạo đức mới có thể gánh vác sự nghiệp. Dùng đất trạch sao dày dạy người lợi vật. Xương Nhi, con có biết làm thế nào thì thiên hạ mới thái bình không? Thiên hạ thái bình thì phải học cách có được lòng dân. Lòng dân ổn định thì thiên hạ mới thái bình. Cháu của ta, sao con lại biết nhiều như vậy? Từ khi con biết chữ, đã lén đọc rất nhiều sách, còn học không ít thứ cùng với các hoàng thúc. Các chị hoàng thúc thường ở cùng nhau đọc sách, viết chữ, thảo luận quốc gia đại sự. Con vô tình nghe được, con cũng cảm thấy đức hạnh có thể giúp đất nước hưng thịnh, nhân từ có thể giúp đất nước an định. Nếu con là giáo trưởng của ta thì tốt rồi. Nhị đệ, ý của phụ vương muốn truyền ngôi cho Cơ Xương. Đứa trẻ Cơ Xương này tư chất thông minh, thật sự là có tướng làm đế vương tốt. Hai chúng ta cũng nên thuận theo ý trời. Đại ca, nếu nói về tư cách thì nên là huynh kế vậy. Đất nước nhân từ ắt có vua hiền. Huynh tin rằng Cơ Xương có nhân đức như vậy. Đệ cũng cảm thấy đứa trẻ này không giống người thường. Thay vì để cho nó mai một, chi bằng để cho nó được phát huy năng lực. Đúng vậy, để huynh đi nói với phụ vương. Dạ, đệ nghe theo huynh. Phụ vương. Thái bá, có chuyện gì vậy? Hiện nay quốc sự bận rộn, chi bằng để tam đệ cùng gánh vác. Tam đệ tài năng xuất chúng, hơn nữa khoan hậu nhân đức. Được thôi, nhưng con là đại ca, vẫn do con làm chủ. Vâng. Huynh cảm thấy phụ vương chắc chắn không phải chỉ do cảm lạnh mà bị bệnh. Rất có thể là do lao lực lâu ngày, cũng có liên quan đến tâm bệnh phiền muộn. Huynh đã suy nghĩ nhiều lần, quyết định nhân cơ hội đi hái thuốc trị bệnh cho phụ vương rồi đi. Huynh làm đại vương, phò tá đệ đệ, không phải cũng có thể khiến quốc gia hưng thịnh sao? Vậy sao được? Trên trời không thể có hai mặt trời, nước không thể có hai vua. Nếu huynh ở đây, đệ ấy sẽ làm không tốt. Các vị đại thần cũng không biết nên nghe theo ai. Hơn nữa nếu có huynh ở đây, cha nhất định sẽ trao quyền cho huynh. Sao huynh có thể đảm bảo con cháu sau này cũng đều nghe lời tam đệ được? Tuổi huynh không còn trẻ, đứa trẻ Cơ Xương của tam đệ rất thông minh. Giao cho hai cha con đệ ấy, huynh rất yên tâm. Vậy thì đệ cũng đi cùng huynh. Phụ vương bị bệnh, đệ ở lại chăm sóc cha đi. Có tam đệ ở đây, không sao đâu. Huynh đi rồi, theo lệ thường sẽ truyền ngôi lại cho đệ. Muốn truyền cho tam đệ phải đợi tới sau khi đệ chết. Vậy lại phải đợi tới năm nào tháng nào chứ? Hơn nữa sau khi đệ chết rồi nên truyền cho con trai đệ. Vậy không phải hy vọng của phụ vương sẽ tan vỡ hay sao? Đại ca, phụ vương bệnh rồi, chúng ta rời đi như vậy sợ phụ vương lo lắng. Nhưng mà nếu không rời đi, vậy thì càng khó thuận theo ý trời. Vẫn là cùng nhau rời đi vậy, vĩnh viễn không quay về, để phụ vương chấm dứt nỗi lo này. Dạ. Huynh và nhị đệ lên núi hái thuốc cho cha, lúc nào đó sẽ về, người nhà chớ lo lắng. Hỏng rồi, đại ca đây là muốn bỏ đi. Nói đi, cha biết đó là con. Phụ vương, y thần phát hiện trong phòng của đại ca có tư để lại. Đó là đi hái thuốc cho phụ vương. Nhưng mà con cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Hái thuốc có thể dặn dò người hầu hoặc là binh lính. Hai huynh ấy lần này rời đi, e là muốn nhường ngôi lại cho con.
Ờ, cái gì? Phụ vương, đây là thư do đại ca để lại. Chuyện này Nguyên Canh, Thái Dương, mau đuổi theo đưa hai đứa đó về cho ta. Dương, hai đứa trẻ này tại sao quyết định như vậy chứ? Vậy thì phải chịu biết bao nhiêu khổ cực. Hai đứa trẻ này mới thực sự thấy được nỗi khổ trong lòng vua ta. Đại ca, huynh nói xem bệnh của phụ dương có nghiêm trọng hay không? Huynh nghĩ là không đâu. Phụ dương bị tâm bệnh, tâm bệnh thì phải chữa bằng thuốc trị tâm. Chúng ta rời đi có lẽ chính là thang thuốc tốt, rất đắng nhưng hiệu quả không giống thuốc thường. Không biết phụ dương sẽ nghĩ thế nào về chúng ta. Rồi sẽ có ngày cha hiểu được nỗi khổ tâm của chúng ta. Liệu tam đệ có vui hay không sau khi đệ ấy biết chúng ta bỏ đi như thế nào? Chỗ thuốc này đủ cho phụ dương uống một thời gian. Bây giờ chúng ta mang về đi. Được, nhân lúc trời tối lén đưa về. Nếu không bị phụ dương phát hiện thì sẽ không thả chúng ta đi đâu. Dạ. Phụ dương, hai huynh ấy mượn cớ đi hái thuốc đi chữa trị tâm bệnh của phụ dương. Nguyên Canh mang theo đại bàng của Khanh, cho dù chúng đi tới chân trời góc bể cũng phải đưa chúng về cho ta. Nhưng đại ca, đại ca, chúng ta nghỉ một lát đi. Nhị đệ à, chúng ta phải đi xa một chút, càng xa càng tốt. Huynh chịu được không? Huynh không sao. Thank you.
Vị huynh đệ này, huynh đi ngang qua đây hay là... Ta phụng mệnh ra ngoài tìm người. Xin hỏi vị đại ca này, huynh có từng nhìn thấy qua hai người trẻ tuổi mặc quần áo triều đình không? Nơi núi sâu rừng rộng này làm sao có người triều đình qua lại chứ? Chưa từng thấy. Huynh đệ, huynh sao vậy? Thái Dương bệnh tình nguy kịch, chủ công bảo ta phải nhanh chóng tìm được hai vị hoàng tử. Biển người mênh mông, đại địa rộng lớn, đi đâu mà tìm đây? Đại ca, huynh có điều không biết. Hai vị hoàng tử bỏ đi không quay về, cha của họ bệnh tình nguy kịch. Nếu hai người còn không trở về, đây là đại bất hiếu đó. Huynh đệ, huynh đi theo con đường núi phía sau này, nhìn thấy cây đại thụ to lớn, sau đó đi về hướng nam là có thể ra ngoài. Cảm ơn đại ca. Không đúng. Đại ca, đại ca, tam đệ đã phái nguyên canh đi tìm hai ta. Hả? Bệnh tình của cha nặng thêm sao? Hay là chúng ta trở về xem thử? Không thể trở về. Chuyện này vậy chúng ta cũng phải nhìn mặt phụ dương lần cuối chứ. Nếu không quay trở về, nhất định sẽ bị hiểu lầm là không hiếu thuận. Vậy thì cũng không thể trở về. Nếu quay về như vậy thì kế hoạch của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển. Đại thái tử, nhị thái tử. Nguyên canh, hai người cùng nguyên canh quay về thành gặp Thái Dương đi. Hai người mà không trở về, Thái Dương sẽ ân hận mà qua đời đó. Hay là quay trở về gặp mặt phụ dương lần cuối? Không được, huynh không muốn gặp phụ dương và người thân. Nhưng nếu chúng ta quay về thì thật sự là công sức đổ sông đổ biển. Tam đệ hiền năng, tuyệt đối sẽ không để chúng ta rời đi đâu. Hơn nữa bá tánh cũng không đồng ý với chúng ta. Quay về là hiếu thuận cha nhất thời, không trở về mới là đại hiếu, là hiếu thuận cha và mấy đời tổ tiên. Sự hưng thịnh của gia tộc chúng ta, hạnh phúc của bá tánh, so sánh với danh tiếng hiếu thảo của chúng ta có là gì chứ? Được, chúng ta không trở về. Thần hiểu rồi, nguyên canh trở về phục mệnh ngay đây. Đợi chút, nếu người trở về như vậy, tam đệ nhất định sẽ lại phái người đi tìm chúng ta. Đúng vậy, vậy phải làm sao đi? Nghe nói người nào xõa tóc xăm mình thì vĩnh viễn không được dùng nữa. Nhưng mà hai vị thái tử, nếu làm như vậy thì thật sự cả đời không thể quay về nữa. Đây chính là ý của bọn ta. Cho dù chúng ta xõa tóc xăm mình thời gian dài rồi, cũng sẽ có người biết được. Như vậy đối với đệ đệ mà nói cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đại ca, chi bằng chúng ta đi tới đất khách quê người, đi càng xa càng tốt. Đúng vậy, đi xa. Vẫn nhớ tới phụ dương đúng không? Đại ca, tâm tình của chúng ta giống nhau, nhưng muốn hiếu đến tận cùng thì chúng ta phải biết buông bỏ. Như vậy có chút tàn nhẫn. Nhị đệ à, rồi có ngày đệ sẽ hiểu được. Chúng ta hướng về phía phụ dương, dập đầu quỳ lại đi, cũng coi như chúng ta làm trọn hiếu tâm.
Ta hiểu dụng tâm của hai huynh ấy, ta nhất định sẽ vì gì tốt đất nước. Đại dương nói rất đúng, hai vị hoàng huynh thật sự là dụng tâm lương khổ. Thái bá nhiều lần dường ngôi vị, ông thành toàn tâm nguyện của cha mẹ, thành toàn sự hưng thịnh 800 năm của nhà Chu. Quý lịch không phụ sự kỳ vọng của mọi người, vì vậy đất nước vô cùng tốt. Sau đó truyền ngôi lại cho Cơ Sư, cũng chính là Chu Văn Vương, nổi tiếng trong lịch sử.